Thưa quý vị, 2.180 tỷ đồng là số lãi mà công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland, mã chứng khoán là NVL, vừa công bố trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022. Tuy nhiên, số lợi nhuận này của Novaland vẫn thấp hơn so với năm 2021 là gần 3.460 tỷ đồng, giảm 36,85%. Theo đó, kết thúc năm tài chính 2022, Novaland ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ đạt gần 11.151 tỷ đồng. Tổng tài sản Novaland đạt là hơn 258.000 tỷ đồng, tăng gần 28% so với đầu năm. Nợ phải trả tăng 32%, trong đó nợ vay ở mức gần 65.000 tỷ đồng, tăng nhẹ 6% so với đầu năm. Novaland cho biết đã và đang tái cấu trúc toàn diện, thay đổi mô hình hoạt động và cơ cấu lại tổ chức để phù hợp với chiến lược thay đổi. Bên cạnh đó, Novaland vẫn đang tập trung hoàn thiện các dự án trọng điểm, đồng thời công ty cũng đang thương lượng, đàm phán với các tổ chức tín dụng để thu xếp nguồn vốn, song song đó nỗ lực phối hợp với các địa phương tháo gỡ, hoàn thiện pháp lý các dự án trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các khách hàng, nhà đầu tư và các bên liên quan. Trước đó, Novaland đã quyết định thông qua việc sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo cho các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến các gói trái phiếu của Novaland và các công ty con phát hành. Dùng quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng hợp tác phát triển dự án được ký kết giữa Novaland và công ty cổ phần đầu tư phát triển Sài Gòn Co-op, bao gồm 4 lô trái phiếu được bổ sung tài sản đảm bảo với tổng giá trị phát hành là 4.150 tỷ đồng.